Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 3 giai đoạn 2019-2024. Đoàn công tác của Chính phủ do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm làm việc trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hòa Bình. Khai mạc tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024. Du khách nước ngoài thích thú với tour du lịch trải nghiệm vườn nhãn Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay quân khu 3 tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh quân khu 3. Dự đại hội về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo quân khu 3, đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 12, lãnh đạo 19 tỉnh thành phố, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sinh sống trên địa bàn quân khu 3 và 98 đồng chí đại diện cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 3. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 3 được triển khai toàn diện chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm, phát triển liên tục cả bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực to lớn, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó, vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều phong trào mô hình sáng tạo được triển khai trên các mặt công tác như ba thực chất dạy tốt học tốt, phục vụ tốt trong huấn luyện đào tạo, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật, tổ tư vấn pháp luật trong xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân đưu tốt, tuần kỹ thuật kiểu mẫu, giữ xe tốt, lái xe an toàn của ngành hậu cần kỹ thuật, góp phần giúp cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào của vận động được triển khai sôi nổi rộng khắp đã huy động được sức mạnh tổng hợp, biến nhận thức tư tưởng hành động cách mạng của bộ đội. 5 năm qua, lực lượng vũ trang quân khu có 3.838 điển hình tiên tiến được biểu dương tôn vinh từ cấp cơ sở đến quân khu. 16 tập thể cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng, một tập thể được phong tặng, một cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên, cùng đi có lãnh đạo các bộ ngành của Trung ương tiếp và làm việc với đoàn. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam, cùng dự có đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. 7 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 6,81%, tổng thu ngân sách trên 25.000 tỷ đồng, đạt 76% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Về đầu tư công năm 2024, kế hoạch 4 đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao gần 20.000 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 14.400 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, Hưng Yên đã thu hút 78 dự án đầu tư mới, tăng 44 dự án so với cùng kỳ năm 2023. Có thêm một dự án hạ tầng khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 4 cụm công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh những năm qua có bước phát triển nhanh và vượt bậc. Năm 2024, Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và thi công một số dự án giao thông trọng điểm như dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án đầu tư xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, thời gian qua, thông qua các buổi làm việc của đoàn công tác của Chính phủ, nhiều khó khăn vướng mắc của tỉnh đã được Chính phủ và các bộ ngành giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị một số vấn đề như điều chỉnh một số nội dung về quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, tạo điều kiện cho tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, cho phép tỉnh tự chủ trong việc điều tiết sử dụng quỹ lương, đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định đất khu công nghiệp, công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải rắn trên địa bàn. Trước đây thì Hưng Yên cũng đề nghị nhiều lần với cả Thủ tướng sửa 257 và Thủ tướng cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp sửa. Thế vì sao nó rất là bất cập.
cơ bản đưa cái mật độ xây dựng là chỉ có 5% thôi. Tất cả chúng em cánh đồng nó bạt ngàn toàn cây trồng cây chuối cây ngô không hiệu quả, trông nó sơ sát mà dân nghèo lắm. Thế mà đấy mà không được xây dựng, không tiến hành xây dựng chỉ có 5% thì rất là khó khăn. Thì đề xuất kiến nghị là được phép xây dựng dốc thủ đô Hà Nội là 15%. Thì như thế là dân giàu trong đó Hưng Yên. Tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các bộ ngành của Trung ương đã trả lời giải đáp những vướng mắc khó khăn mà tỉnh Hưng Yên đang gặp phải. Thì về cái kiến nghị về rà soát điều chỉnh cái quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Tây Bình để tỉnh tăng cái tỷ lệ xây dựng lên, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa rồi đã rà soát quy hoạch, sẽ tiến hành điều tra khảo sát thuê tư vấn nghiên cứu để rà soát, và trong đó sẽ lưu ý cái ý kiến của tỉnh Hưng Yên thì chắc chắn là có cái tỷ lệ nó sẽ linh hoạt hơn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác của Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, phân tích tiềm năng lợi thế, những thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức của đất nước. Đồng chí yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần cố gắng hơn nữa khắc phục những hạn chế để có những giải pháp phát triển phù hợp với tình hình và điều kiện của tỉnh. Trong đó, đề nghị tỉnh khẩn trương triển khai công tác quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư lớn, khuyến khích phát triển du lịch, khơi dậy các nét văn hóa phố hiến cổ để đảm bảo văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế. Thay mặt đoàn công tác, tôi cũng đề nghị chúng ta tập trung mấy cái việc sau. Cái việc thứ nhất, đối với những kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền các bộ ngành mà chưa được các bộ ngành giải quyết, hoặc đã được giải quyết nhưng chưa rõ, thì đề nghị chúng ta các bộ ngành dẫn phối hợp. Tôi thì cũng là từ thực tiễn tôi đi giải quyết những cái này rồi, văn bản chúng ta trả lời xuống là như vậy. Nhưng nếu như chúng ta có trách nhiệm, chúng ta hướng dẫn phối hợp thì cái đấy nó sẽ tháo gỡ được, sẽ có những cái cách để làm. Nhưng đấy là với các bộ ngành thôi. Liên quan đến tỉnh như này, đề nghị các đồng chí với phương châm nhá, đi đến tận cùng giải quyết triệt để các vấn đề. Do vậy hai bên phải phối hợp với nhau. Nếu các anh thấy chưa được, các anh đăng ký gặp làm việc với bộ ngành đấy, đề nghị đây với cái việc cụ thể, thì có những cái cụ thể này các anh hỏi các bộ ngành, có những cái tham vấn thêm thì đề nghị các bộ ngành cùng với địa phương, trên tinh thần là chúng ta đi đến tận cùng giải quyết triệt để vấn đề. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy Hòa Bình đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình giai đoạn 2024-2026. Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cũng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Về phía tỉnh Hòa Bình, tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Hòa Bình. Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình. Đoàn đã dành phút tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc và các thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp tác giữa hai tỉnh. Đây là cơ hội quan trọng để Hưng Yên và Hòa Bình thắt chặt mối quan hệ hợp tác nhằm phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần cùng nằm trong vùng quân khu 3, cùng dìu nhau phát triển và tăng cường gắn bó hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Trong không khí thân tình cởi mở, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư chuyển đổi số hai tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chia sẻ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội các địa phương đạt được trong những năm qua. Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh khẳng định Hưng Yên và Hòa Bình có nhiều điểm tương đồng trong một số nội dung, lĩnh vực có thể trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm, từ đó góp phần hoạch định và áp dụng tại tỉnh mình. Nội dung chi tiết buổi làm việc ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hòa Bình, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương. Thời gian qua, cùng với Công đoàn cả nước, Công đoàn tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng đổi mới tổ chức nội dung phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích của người lao động. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.600 công đoàn cơ sở với trên 168.000 đoàn viên công đoàn, đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong tỉnh tiếp tục noi gương thế hệ đi trước, không ngừng học tập rèn luyện, thi đua yêu nước, lao động sản xuất. Tại hội nghị, 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2019-2025 đã được biểu dương khen thưởng, trong đó 48 đồng chí được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đây là những cán bộ công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận biểu dương kết quả các cấp công đoàn tỉnh đã đạt được, đặc biệt là 95 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung triển khai tốt các nghị quyết của Đảng và công đoàn các cấp, trong đó chú trọng đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn với hạt nhân nòng cốt là các chủ tịch công đoàn cơ sở, tập trung tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với người lao động là trung tâm, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở giỏi đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động thông qua các hoạt động thiết thực cụ thể, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân viên chức lao động. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, động viên đông đảo công nhân lao động, phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên. Đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải luôn đi đầu trong các hoạt động, xứng đáng là tấm gương sáng để công nhân viên chức và người lao động noi theo. Chiều nay tại quảng trường Cây Thao, khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội Nhãn Lồng Hưng Yên năm 2024. Tuần lễ tôn vinh Nhãn Lồng Hưng Yên năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2024 nhằm giới thiệu quảng bá và mang tới cơ hội trải nghiệm, thưởng thức Nhãn Lồng Hưng Yên tới du khách khi tham quan, trải nghiệm tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, huyện Văn Giang. Sự kiện có 50 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn, trưng bày các sản phẩm nhãn quả tươi, đường phèn hương chi, cùi cổ, miền thiết T2, T6 và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên như long nhãn, hạt sen, long nhãn ôm sen, bột sắn, mật ong. Với kinh nghiệm truyền thống lâu đời, kết hợp với kỹ thuật canh tác tiên tiến theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp hữu cơ, người trồng nhãn Hưng Yên đã và đang duy trì phát triển Nhãn Lồng Hưng Yên, vừa giữ được nét đặc sắc riêng vốn có về hương vị, vừa đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Nhờ đó, Nhãn Lồng Hưng Yên đã được xếp hạng 13 trong top 50 trái cây nổi tiếng Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Nhãn Lồng Hưng Yên hương vị tiến vua, được công nhận chỉ dẫn địa lý giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu Nhãn Lồng Hưng Yên. Hiện Nhãn Lồng Hưng Yên không chỉ phục vụ du khách trong nước mà còn xuất khẩu đi thị trường các nước Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ước sản lượng năm 2024 đạt 40.000 tấn nhãn quả tươi, với giá bán tại khu đô thị nhãn hương chi 40 đến 50.000 đồng một kg, nhãn cùi cổ 100.000 đến 120.000 đồng một kg. Thời điểm này, các vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang bước vào mùa thu hoạch. Ngoài việc bán nhãn cho thương lái, các nhà vườn còn kết hợp phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm, góp phần đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 9 tháng 8,
gần 30 giảng viên và sinh viên hai trường đại học VinUni và Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông có chuyến tham quan trải nghiệm tại khu vườn nhãn của hợp tác xã Nhãn lồng Hồng Kỳ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Các sinh viên đến từ nhiều quốc gia như Uzbekistan, Kyrgyzstan, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Nga, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và thưởng thức trái nhãn lồng Hưng Yên ngay tại vườn nhãn. Đoàn du khách bày tỏ sự thích thú với không gian thoáng mát trong lành tại nhà vườn cũng như hương vị thơm ngọt đặc trưng của nhãn Tiến Vua và các sản phẩm chế biến từ nhãn. It was my first time to experience this one, but I really like it because tôi chưa bao giờ được ăn trái nhãn ở Việt Nam và khi một lần đầu tôi được thưởng thức trái nhãn thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Vườn nhãn cũng rất là rộng, rất là mát và có rất nhiều cây nhãn để cho chúng tôi thể tham quan. Several types of it and tôi rất ấn tượng với câu chuyện về nhãn Tiến Vua và tôi cũng rất ấn tượng là bởi vì ở đây có rất nhiều loại nhãn khác nhau và rất là muốn được thử tất cả các loại nhãn. How many harvest seasons do you have? And also like how you. Tôi được học về cách trồng nhãn, về mùa nhãn, về cách để bảo quản nhãn. Và bên cạnh nhãn tươi thì ở đây mọi người còn sản xuất ra nhiều thực phẩm khác nhau từ cây nhãn. Chuyến đi này thực sự đem lại cho tôi rất nhiều bài học lý thú. Ngoài thưởng thức nhãn quả tươi, đoàn du khách còn được tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, chế biến và tiếp thị trái nhãn và các sản phẩm từ nhãn như mật ong, long nhãn, ôm sen ra thị trường. Buổi ngoại khóa đã giúp mở rộng kiến thức, nâng cao trải nghiệm học tập và khám phá thế giới cho các sinh viên quốc tế, đồng thời cũng là dịp để nhãn Hưng Yên tiếp cận gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Em thấy là vui và học được khá là nhiều điều ạ. Bởi vì trước đấy em có làm trong những cái dự án về phía nhà trường, về những dự án chuyển đổi xanh thì em cảm thấy là mình chỉ được biết nó ở trên giấy tờ thôi và chưa biết là thực sự là một cái du lịch mà dưới dạng nông thôn hoặc dưới dạng vườn nhãn như thế này thì trông nó sẽ như thế nào. Product specific insights on how longan is grown. Việc mà đến vườn nhãn thì cũng sẽ cho các bạn được nhiều cái kiến thức bổ ích hơn là chỉ các cái kiến thức ở trên lớp học. Nhà vườn cũng thu hút được rất là nhiều khách tham quan, du lịch và đến trải nghiệm. Một ngày có khả năng 3-4 năm đoàn, rất là mong muốn quảng bá cái sản phẩm trong nước cũng như là sang các nước. Từ đầu mùa nhãn chín tới nay, các nhà vườn, hợp tác xã ở thành phố Hưng Yên đã đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Về Hưng Yên, mùa nhãn chín được chiêm ngưỡng một vùng đất bạt ngàn nhãn, tận hưởng không khí trong lành, ngắm từng chùm nhãn lúc liễu, thưởng thức những quả nhãn ngọt thơm hay tìm hiểu quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ Việt Gáp, chắc chắn sẽ trở thành trải nghiệm đặc biệt và khó quên với mỗi du khách. Thời gian qua, hợp tác xã sản xuất ổi rau củ quả Việt Gáp xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Với hướng đi đó, các sản phẩm của hợp tác xã từng bước tạo được niềm tin của người tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, thúc đẩy hiệu quả kinh tế địa phương. Thành lập từ năm 2019 đến nay, hợp tác xã có hơn chục thành viên vừa sản xuất ổi, vừa sản xuất rau củ quả theo hướng Việt Gáp với tổng diện tích khoảng 5 hectare. Để đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng sạch an toàn, hợp tác xã đã tập trung đầu tư các trang thiết bị vào sản xuất như hệ thống tưới tự động, nhà lưới, nhà xưởng phục vụ cho quá trình sơ chế. Không chỉ tiết kiệm được sức lao động mà còn giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Nếu phân hữu cơ là chúng tôi được bón chấu để ô theo quy trình Việt Giáp của tập đoàn JICA Nhật Bản, người ta đã hướng dẫn. Còn thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì chúng tôi lấy thuốc theo đúng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đảm bảo cho nó lúc nào vệ sinh thực phẩm là đứng hàng đầu. Ngoài việc duy trì sử dụng phân bón hữu cơ, hợp tác xã còn kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thời điểm, đúng thời gian cách ly, đúng liều lượng và đúng bệnh. Chính vì vậy mà các sản phẩm của hợp tác xã luôn đảm bảo không còn thuốc bảo vệ thực vật hay các chất hóa học khác tồn dư trong rau củ quả. Đây cũng chính là điểm mạnh giúp cho các sản phẩm của hợp tác xã có chỗ đứng trên thị trường khi cung ứng mỗi năm hàng nghìn tấn sản phẩm tươi an toàn tới tay người tiêu dùng. Chủ lực vẫn là rau dền, rau cải ngọt, dưa chuột. Hai nơi tiêu thụ lớn là chỗ hợp tác xã Yên Phú và một chỗ chủ Quảng Linh. Người ta nhất hài lòng với sản phẩm chúng tôi làm ra. Có bao nhiêu là gửi tặng chúng tôi hết. Đấy, chỉ có mỗi là cái chúng tôi là làm không đủ. Gia đình tôi là cũng là người hay sử dụng rau. Nhưng tôi phải tìm gia đình nhà nào trồng rau sạch
an toàn cho sức khỏe thì tôi mới sử dụng. Với sự gia tăng nhu cầu về nông sản sạch, hợp tác xã dự định tới đây sẽ tăng diện tích canh tác và mở rộng số lượng cây trồng. Điều này không chỉ giúp nâng cao sản lượng mà còn gia tăng khả năng cung ứng cho thị trường. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.